Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công dự án phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc. Quảng Bình hỗ trợ giữ giá vé thuyền thăm động Phong Nha. Lễ phát tang giáo sư Trần Văn Khê. Diễn viên Kim Tuyến bị cướp khi đang quay phim. HBO chiếu phim miễn phí trên Facebook. Sau đây là tin chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc với tổng số vốn đầu tư lên tới khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích hơn 1.500 hecta trên địa bàn hai huyện Thạch Thất và Quốc Ai Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án gồm năm gói thầu liên quan đến hạ tầng cơ bản, cải tạo cảnh quan, nhà máy xử lý nước thải, trạm cung cấp điện. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 37 tháng thi công. Dự án sẽ tạo nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, hình thành mô hình đô thị khoa học và công nghệ thông minh. Đây là cột mốc quan trọng để khu công nghệ cao hoàn lạc chuyển sang giai đoạn tăng tốc phát triển. Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định tăng giá vé thuyền vào thăm hải động Phong Nha và Tiên Sơn. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu áp dụng, mức tăng chênh lệch này được Quảng Bình trích ngân sách để trả cho các chủ thuyền. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 12, tỉnh Quảng Bình đồng ý hỗ trợ 40.000 đồng mỗi chuyến đối với thuyền tham quan một động, 50.000 đồng mỗi chuyến đối với thuyền tham quan cả hai động từ nguồn thu phí tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2016, việc tăng giá vé thuyền chính thức đã áp dụng và thu trực tiếp từ du khách với mức giá điều chỉnh tăng 360.000 đồng mỗi thuyền tham một động và 420.000 đồng đối với thuyền tham hai động. Đúng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 6, lễ phát tang giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã được tiến hành tại số 32 Huỳnh Đình 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ phát tang giáo sư Trần Văn Khê diễn ra theo đúng nguyện ước lúc sinh thời của ông, theo nghi thức Phật giáo. Các nhà sư từ chùa Định Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm các nghi lễ từ lúc niệm đến lúc phát tang. Dàn nhạc dân tộc với tiếng nhạc nhẹ nhàng như mong muốn của giáo sư, rằng sẽ có một đám tang văn hóa, không phiền đến ai, không làm kinh động đến bà con tròm xóm. Tại lễ phát thang sáng nay, ngoài con cháu của giáo sư Trần Văn Khê, trừ giáo sư Trần Quang Hải, sáng 27 mới về đến Việt Nam, còn có nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Bá Thùy, nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, vân vân. Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ hôm nay đến hết đêm 28 tháng 6, giáo sư Trần Văn Khê sẽ được hỏa táng tại Bình Dương. Trước đó, dạng sáng ngày 24 tháng 6, giáo sư Trần Văn Khê đã chút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân gia định. <laughs> Chiều ngày 25 tháng 6, diễn viên Kim Tuyến đã bị giật đồ khi đang quay những cảnh quay trong bộ phim Hồn Lụa, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên cho biết, trong khi cô và diễn viên Minh Luân đang đóng phân cảnh ngồi trong xe môi trần, thì bất ngờ bị một đám người dàn cảnh để cướp giật túi sách của cô. Được biết, trong giỏ sách của Kim Tuyến ngoài giấy tờ tùy thân, có thẻ ATM và một số tiền mặt khoảng vài triệu đồng ngay sau đó sự việc đã được báo cho công an xã bình hưng sau khi bị cướp diễn viên kim tuyến đã nhờ lục tìm những hình ảnh trong máy quay của đoàn làm phim và có ghi lại được chân dung của những kẻ cướp trong đó có hình ảnh hai thanh niên đang áp sát thò tay vào trong xe hiện kim tuyến đã đăng những hình ảnh này lên facebook cá nhân đồng thời cô cũng kêu gọi cộng đồng mạng những ai thấy quen hoặc biết những tên cướp ấy hãy báo giúp cô để cô có thể lấy lại giỏ sách và giấy tờ bên trong Thông tin mới nhất từ kênh truyền hình HBO cho biết, kênh truyền hình này sẽ cung cấp các tập phim miễn phí qua Facebook. Theo đó, các tập phim ra mắt của Baller và Brink đã sẵn sàng trên Facebook từ thứ tư tuần này, ngay sau ngày ra mắt trên sóng truyền hình hôm 21 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, hai bộ phim cũng chỉ được chiếu trong thời gian hạn chế. Đặc biệt, ngôi sao tham gia diễn xuất cũng đồng thời là nhà sản xuất của Baller cũng tự mình chia sẻ tập phim đầu tiên trên chính trang Facebook cá nhân của anh, kèm theo một đoạn clip giới thiệu do chính ngôi sao thực hiện kênh truyền hình hbo cũng cho biết những tập phim này sẽ không có trên youtube hay bất cứ trang web điện tử nào khác tất nhiên ngoài việc xem trên mạng xã hội khán giả vẫn có thể xem các phần phim trên ba dịch vụ hbo now hbo go và hbo vé máy bay Vietjet Air đơn giản nhanh chóng và tin cậy nhất hãy liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn gia khánh Star phong vé Outsour Thanh Hóa địa chỉ 120 Trần Phú phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa số điện thoại 0373286668